Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bản tấn công em ha. Thì hôm nay em có lên một ít dao thủ công và dao đa mặt kết ha, và ít lưỡi dao. Thì lần này mình lên thì mã AB. Bên mình thì đây, cây này cây đầu tiên ha, mã AB1 ha, 250.000, dài 15,6, bản rụng nó là 4 cm nha. Cây này 3 lớp, ốp khung rỉ lõi carbon nha anh em, rất là đẹp nha. Cái này thì cán còn ok, tạm ổn á, 250.000 nha, rất là bén nha, dòng lõi carbon nó bén. Cái này cây cũng là thủ công, nó khắc bằng tay đây ha. Cái này dày ở trong 4,5 ly, mỏng dần ra ngoài nha. Cái này thì nó dòng carbon nó có rỉ nha anh em. Cái này thì 3 lớp đó, nó 3 lớp, nó rất là bén nha. Cái này thủ công, cái này dài 16,7, bản rộng nó là 4.4 nha, 220.000. Đây, cái này cây Tojiro thép VG10 nha anh em. Đó, lõi DB này, lõi VG10 nha. Con này thì 3 lớp của Tojiro, hãng nổi tiếng nha, hãng rất là xịn sò. Nó ốp không rỉ, lõi không rỉ nha, lõi VG10. Con này cán gỗ bát ca đen nha. Con này thì mình bán 450.000, dài 17,5, bản rộng nó là 4.4 nha, rất là bé ha. Con này ngon á, 450. Còn đó AB3, AB4 này, AB4 là một cây Nasiji. Con này thì rất là xịn đấy. Con này Nakiri dòng thép carbon ha. Con này thì lõi thép xanh hoặc thép trắng hoặc là siêu xanh. Thì nó ba cái thép xịn nhất của nó. Con này thì nó lõi, nó anh em nhìn nghe, lõi này rất là dày nha. Dày và nó ok ha. Cán còn rất là ok, liền lặn ha. Dài 15,7, bản rộng nó là 5 nha. Rất là rộng nha, bản rộng và dày nha. Đặc biệt cái này rất là dày. Dày và cái lõi rất là to á. Con này ngon ha. Con này 750.000. Đấy, rộng 5 nha. Khoảng Sakai này. Đây một cây Tojiro. Tojiro này, Tojiro hình bung lúa đây nha. Có logo hình bung lúa này. Cây này thì nó ốp không rỉ, lõi không rỉ. Lõi nó là lõi DP. Lõi con này thì VG10 ấy. Cán ở đây, cán là cán inox nguyên khối nha. Cây Betty rất là sạch sẽ nha. Anh em xài cây này thì 240.000, dài 17,2, bản rộng nó là 2.5. Cây Betty này bén. Rồi đây một cây 3 lớp nha. Cây 3 lớp cái logo nó ở đây này, logo hình tròn và có cái chữ ở trong nha. Đây cây này cây 3 lớp, nó ốp không rỉ, lõi không rỉ nha. Ốp không rỉ và lõi cũng không rỉ luôn, rất là bén nha. Cái này bén lắm. Cái này làm giống Tojiro y chang à. Cái cán này như của Tojiro nhà công cho công ty này. Cái này dài 16.5, bản rộng nó 4.2, 250.000 nha. Ốp không rỉ, lõi không rỉ. Cái này AB7 ha. AB7 là một cây dao đề 3. Cái này có chữ mặt sau nha. Đây, chữ mặt sau rất là đẹp nha. Cái này nó vân ở đằng sau, nó có lượng lượng. Rất là ngon này. Cũng hồn Kasumi nha. Cái này thì cái đề 3. Đề 3 chuyên làm cá thôi, nó chuyên lóc với chặt xương cá xương đồ ha, hoặc chặt gà chặt vịt nhẹ ha. Con này thì dài 13,2, bản rộng nó là 4.2. Cái này dài được chắc 7 ly. 7 ly nha, trong gốc là 7 ly anh em. Cái này thì mình bán 180.000 nha. Nó là dòng carbon 2 lớp, thủ công nha. Đây một cây Tsuboya. Đấy, cái này Tsuboya. Con này thì của Fujiwara, nó gia công cho Tsuboya nha. Anh em nhìn này. Cái này rất là xịn sò. Nó là Manboroshi đó, nó răm đen này. Nó có vân búa nữa cơ ha. Cái bảng đen ca này như màu ram đen này. Nó có vân búa cơ.
Hôm nay không có ngủ. Rất là bé nha. Rất là xịn này. Cái này còn cái tem ở đây này, cái tem thủ công của hãng này. Dây 18 bản rộng nó 4 cm nha. Cái này Gyuto. Hàng này hàng thủ công, anh em nhìn cái càng nó rất là đẹp này. Càng càng cổ mung ha. Con này rất là xịn đấy. Chữ rồi. Ở trên có hai chữ ha. Ở dưới có hai chữ. Rồi B9 nha. B9 là một cây dao của KQ gì đây. Đây, có hai chữ ha. Nó hơi mờ xíu nhưng mà vẫn nhìn thấy rõ ràng ha. Cây này thì nó rất là xịn đấy. Nó là thép mình nghĩ là nó thép giấy trắng á. Thì mấy cây KQ chi đồ nó hay làm thép giấy trắng, con này cũng xịn sò. Vâng, ở lần trước nó lượng lượng này. Đằng sau là Honkasumi luôn này. Nó cũng có sóng sóng nha, nhẹ nhẹ nha. À, con này cán cổ khâu sần rin của nó này, chưa đóng cán ra nữa mà cán ở đây bị mối nó gặm một tí ha. Con này thì dài 14,4, bản rộng nó 4 cm nha. Cái này dày được chắc cỡ tầm 5-6 ly thôi anh em. 5 ly thôi. Cây đề ba nhỏ nha, đây là mini 300.000 khâu sần nha. AB9. AB10 là một cây cây Nakiri, cây này của Saki nha. Của Saki. Cây này thì dày được tầm 4 ly rưỡi mỏng chừng ra ngoài nha. Cây này thì nó ngon vì nó còn cái ram đồ ok của nó hết á. Cây này hơi rất là bé nha, siêu bé á. Mấy con này như thép giấy trắng gì á. Cái cán này hình bầu dục nè. Mấy con cán hình bầu dục là đời cổ nó rất là ngon nha. Anh em chọn mấy cái con mà cái cán nó hơi bầu bầu á, đấy. Không phải cán chữ D nha. Con này thì 300.000, con này dài được dài được 14,8. Rộng của nó là được rộng nhất của nó là được 4.7 nha. Rất là bén á. Cái đó 300.000 thôi. Cái này 300.000 nha. AB10 này, 300.000. AB11 nha. AB11 là một cây dao cũng là Nakiri. Nhưng cây này không thấy logo nha. Không thấy chữ đâu. Nhưng mà cái hàng này hàng thủ công, ram nó rất là đẹp nha. Thường thường mấy con này hàng chợ cá thì nó không có đóng chữ đâu. Hàng người ta làm, người ta đặt làm á. Cái này như dày được 5 ly, mỏng dừng ra ngoài nha. Cái này rất là xịn đấy. 3 lớp vân giang mai. Cái con này thì nó bén cực kỳ luôn rồi. Con này thì cái cán inox này, cái khâu inox này. Con này 220.000 nha. Dài 13,8, bản rộng nó là 4.6 nha. Siêu bén nha. Cũng là cán oval này. Ở đằng sau cái cán nó có chữ nha. Đấy, cây này có chữ này. Thường thường mấy cây có chữ này thì thép xanh không đó. Rồi một cây cây Damascus. Con này thủ công và nó Opnashiji. Opnashiji nha. Con này Opnashiji và vân búa ha. Damascus không rỉ. Ốp không rỉ, lõi không rỉ. Dòng này là xịn nhất luôn rồi. Nó đã là Damascus rồi mà còn Opnashiji. Vân giang mai này. Con này thủ công này, chữ nó khắc rất là đẹp nha. Cán này cán gỗ này. Gỗ bách ca nha anh em. Gỗ bách ca rất là đẹp đó, dài 18 nha. Ít cây, ít gặp cây được dài 18 lắm anh em. Thường thường san thư cư nó tại toàn 16.5 rồi không thôi. Cái này san thư cư mà nó dài như vậy là ok đó. Con này bản 4.3 nha. Dài 18 ha. Cái này giá 1.450.000 nha. Một cây Damascus rất là đẹp. Con này cái vân giang mai như vậy là còn cái bản nó còn ok đó anh em. Rồi một cây này rất là xịn sò, cây này siêu bén luôn. Cây này thì mình chưa tra hãng nữa, với lại cũng cũng không có thời gian tra ha. Cây này đây, hai chữ này. Rất là xịn nha. Cán gỗ khâu sừng vàng luôn. Đấy, anh em nhìn này, rin của nó ha. Cán chữ D. Khâu sừng vàng rin. Cái này thì nó có 4 cái chữ ở đằng trên ha. Thường mấy cái này hình như hai chữ trên là chữ Tokyo hay gì.
Dòng này thì nó ram đen, anh em nhìn cái ram nó này, vân giang mai này, 3 lớp này. Con này rất là xịn, nói chung là rất là xịn nha. Gilto, giá Gilto nha, dài ha, dài được 18,7 lần đó. Bản rộng nó là được 4 chấm, hơn 4.4 nha, 4.45. Cái này thì dài được gần 19 luôn nè. Đấy, gần 19 này, còn thiếu 2 ly nữa 19 nè. Cái này mình bán 700.000 nha. AB13, AB14 là cây đề ba của hai mặt của dòng mắt nha. Dòng này thì xài rất là sướng nha anh em. Đấy, thép rất là ngọt ha. Và nó là không rỉ ha. Cái này nó có chữ mắt này. Con này cũng rất là mắc tiền đó anh em ạ. Giá mới cũng mắc lắm. Dòng mắc này dài 13,3, bản rộng nó 4.4 ha. Cái này 150.000 nha. AB14. AB15 là một cây dao 3 lớp ha. Con này thì dán nó như con lóc này. Dao lóc ha. Con này thì chữ thủ công, nó ốc không rỉ và lõi cũng như không rỉ luôn. Lõi có rỉ nha. Con này lõi có rỉ, con này cái cán nó bị hở rồi. Nên mình bán rẻ 150.000 nha. Dao lóc cái cán thì nó không ảnh hưởng gì việc xài đâu. Cái này dao 16, bản rộng 3.3. Rồi đây một cây, cái này cây Gilto nữa. Cây Gilto mà cây này nó bén thôi rồi luôn. Con này thì rất là xịn nè. Nói chung là lưỡi nó mỏng và nó bén cực kỳ luôn. Anh em làm nghề thì xài con này rất là hợp lý ha. Vì con này là cắt thái là nó bén cực kỳ và nó lâu cùng ha. Cái dòng này thì anh em xài thì xài nhiều thì nó không có rỉ. Cản ra đây, dài 17,7, bản rộng nó 3.6. Cái này 270.000 nha. Rồi đây một cây D3 của hãng Kia rất là xịn nha. Con này mình bôi dầu, vì dòng D3, mấy dòng D3 là thép carbon là mình phải bôi dầu để nó khỏi rỉ nha. Con này dài 16,5, bản rộng nó là được 4.7, 2 lớp ha. Anh em nhìn mặt trước mặt sau đây. Cái này bán 300.000 nha. Khoảng Kia rất là xịn đấy. Đây một cây thép Thụy Điển Nakiri. Cái này thì bán 250 thôi, dày nha. Thép Thụy Điển nó ghi bên này này. Cái này hơi rỗ rồi, nhưng mà xài vẫn ngon đấy nha. Rỗ thì rỗ, nhưng mà việc xài thì tại vì dao Nhật người ta tô nguyên con nên mình không có sợ nha. Tô nguyên con rồi mình xài thoải mái, xài hết con dao này mới bỏ luôn. Con này thì nó thép Thụy Điển nó đóng bên này, chữ hãng ở đây, hai mặt chữ nha. Đây dài 16,2, bản rộng nó là 4.3 nha. Hơi rổ nha. Thôi cái này bán bớt 50.000 đi, bán 200 thôi. 200 xài gia đình ha. Cái này AB tạ 18 ha, 200.000. 200.000. Đây một cây Tojiro mà cây này mất logo nha. Con này 3 lớp. Lõi không rỉ VG10. Đấy, ốp không rỉ, lõi không rỉ ha. Tại vì sao biết Tojiro thì mình nhìn ở cái cán này là mình biết nha. Cái cán Tojiro nhìn bán quen rồi, mình nhìn mình biết. Với lại cái, nó có cái tem ở đây nè anh em. Đấy, tem của Tojiro đây. Và cái dòng Tojiro thì nó rất là ngon ấy. Xịn lắm. Cán này căng thẳng này. Cái này bán 200.000 nha. Dài 16,5, bản rộng là 4.2. Cái này mà có chữ thì bán mắc à, 400.000 đấy, 450. Không có chữ thì nó tất nhiên nó sẽ rẻ. Nhưng anh em nào tin tưởng thì mua đúng hàng, em bao hàng nha. Hàng đó 100% là Tojiro. Cái này thép xanh đó anh em. Thép xanh 3 lớp ha. Cái này 3 lớp. Cái này cũng của hãng Kia. Con này nó đóng chữ thép xanh ở đây nè. Anh em về mài lại là xài rất là ngon nha. Con này sử dụng 3 lớp thép xanh. Nó là ốp ốp rỉ nha, ốp carbon, lõi thép xanh. Con này thủ công, nó dày lắm.
Anh em nhìn ở trong này nó dày này. Cái cán mình đánh bóng này nên nó chỗ này nó bóng nha. Bên ngoài này mình không đánh. Trên sống lưng. Cái này dài 16, bản rộng nó 4.1 ha, 400 nghìn thôi. Bằng giá cây Betty này. Rồi cái này cây một cây Betty ha. Cây Betty này làm giống Takeda y chang luôn. Cái này thì nó ở trong này là nó bọc một cái lớp lớp chống rỉ để nó khỏi hư cái tang ha anh em. Cái này thì rất là mới đấy. Ba lớp nha. 450.000, dài 13, bản rộng nó 2.8 nha. Cây Betty thôi. Nhưng mà cây này mắc lắm. Cây này mà giá của cây cây to mình có cây tới 200.000 đi. Rất là mắc nha, 200.000 đi nè anh em, cứ cứ thử coi nhân lên thử bao nhiêu tiền ha. 100.000 yên là 100.000 yên là 16 triệu ha. 200.000 yên là tới. Cái này dài 16.7, bản rộng nó 4.2, cây Kia nha. Kia này Super Yaro là nó dòng tôi lạnh nha, tôi bằng nitơ. Thì nó rất là ngon nha. Dòng này thì nó rất là xịn sò và ngon ha. Ở đây nó có mã số này. Cây này là hàng bãi về là mình chưa vệ sinh lắm á, chưa rửa. Nếu mà rửa cái là nó bóng lưỡng à, nó không có bị ố ố ở đây ha. Hàng bãi thì vậy thôi. Cây này mình ghi giá lộn 250.000 á. Thôi bớt anh em tính ghi 200.000 đi. Hồi nãy ghi 250.000 mà sao tự nhiên nó có 250.000 thôi. 250.000 nha, nhưng mà giờ thôi để ghi 200 luôn. Xin lỗi nha. Đây, 200 luôn. Ghi giá lộn. Cái này số AB22 nha. Hàng Kia. Còn mới ha, tem đồ còn ngon lành luôn, nó không chưa trầy chưa xước gì nha. Hàng này chưa dùng luôn á. Đây cây AB23 là 150.000, dài 14.5, bản rộng nó 4.5 ha. Cây này thì đề 3. Đấy, đề 3 mà chữ mặt sâu rất là sâu nha. Cây này hai lớp. Hai lớp ha. Cây này hàng cổ rồi, cái cán nó hơi xấu xíu nha. Mình bán 150.000 thôi. Cán hơi xấu mình bán 150.000 nha. Mà chữ nó khắc sâu lắm, xịn. Cây này xịn. AB23 150.000. AB24 là một cây cây ba lớp ha. Ui cây ba lớp này xịn cực kỳ luôn. Rất là bén nha. Cái này khỏi nói, lõi thì full nóc ra đây. Anh em nhìn cái lõi nó đen, nó full lên đến đỉnh luôn này. Cái này ba lớp, lõi nó là lõi carbon. Còn nó rất xịn nha. Cán nó là cán gỗ bách ca này. Khâu đúc nha. Còn mấy con khâu đúc này xịn lắm. 350.000, dài 16, bản rộng nó 4.4 ha. Con này 4 chấm gần 4.5 này, thiếu một ly 2 ly nữa. Thiếu một tí à. Cái này cây đề 3. Cây đề 3 này đây. Chữ rất là đẹp nha. Cái mặt sau thì hơi ố tí này đây này. Trước thì rất là ok đấy, mình mài ok tách vân rồi hết rồi, anh em về chỉ việc xài thôi. Cái này rất là dài nha và dày, cái này dày chắc phải 9 ly nha. Con này dài 17.5, ui bản rộng 5, cái này dày và to dài. Cái này anh em có thể chặt gà chặt vịt đồ ok nha, dài 17.5, bản rộng nó 5, rất là dày 9 ly. Cái này 400.000 nha. AB25. AB26 là 150.000 nha. Cái này chữ rất là đẹp này anh em. Đấy, chữ khắc thủ công nha. Cái này cũng ba hai lớp thủ công ha. Mặt sau nó đây anh em. Sau thì rất là bén nha. Mấy cái đề ba này thì nó dầm làm cá làm đồ lóc đồ ok á. Cái này nó bị nứt đây một tí này. Nhưng mà cái cán này thì nó có cái khâu cái nút này không bao giờ nó nứt ra đâu nha. Cái này 150.000, dài 40 bản rộng là 4.8 ha, 150.000 nha. Rồi một cây Nakiri. Cây Nakiri này thì
mình chưa mày bén nữa, mình bán với giá là 200.000 nha. Dài 14,5, bản rộng nó là 4.5 ha. Con này thép Yasugi luôn. Một là thép xanh, hai là thép trắng, nhưng mà nó làm vân vân mai này mình nghĩ là thép xanh. Đấy, con này cũng rất là xịn đấy, 200.000 nha. Con này thì cán nó ở đây phần này ở chỗ này nó hơi mục vì do nước nó vô tí xíu nha. Để thời gian này nước nó vô thì nó nằm như vậy này, thì nó mục cái phần này chút xíu. Xài vẫn ok thôi, nó không có gì. 200.000 nha. Con Nakiri con này dày lắm. Thép rồi xịn nha. Được. Đây một cây dao Santaku. Cây này thì 3 lớp, ốp không rỉ, lõi không rỉ. Con này nó ghi DP Gold Startel. Con này thì mài chưa bén lắm. Đấy, nó bị hơi vấp tí ngay đây này. Mài mới mài lại ok rồi các thứ ha. Rồi cây này cây Masahiro ha. Một cây Masahiro rất là xịn và hiếm ha. Cây này thì nó dày ha. Dày ở đây con này dày tới 3 ly được đó. Con này dày lắm. Dày 3 ly này. Rất là dày nha. Đặc biệt là thường thường mình không có thấy mấy cây này dày nha. Thường thường nó thấy nó mỏng mỏng thôi. Cây này size 24 ha. Dài 23,5, bản rộng nó là 4.8. Cái này 700.000 nha, của hãng Masahiro. Con này sử dụng thép vanadium vimobitilum này. Mobitilum vanadium không rỉ nha, cái dòng không rỉ. Rất là xịn nha. Cán gỗ không đúc, ở đây nó có cái tem của nó ha. Cái này 700.000 nha, AB29 của hãng Masahiro, hãng nổi tiếng này nè. Cây này cây Nagino cũng là của hãng Masahiro luôn. Cây này nó gia công cho Nagino ha. Cây này rất là xịn nha. Cũng là của hãng Masahiro. Con này thì nó là dòng như kiểu Gyoto nhưng mà dáng Santoku nha. Con này thì nó cái bản sumo rồi. Bản này con này siêu khủng ha. Cái bản như con mấy con thái bản lớn luôn á. Mấy con siêu rộng á, dài 26,6, bản rộng nó là 6.7 ha. Một cái dao thái mà bản 6.7 là bản to lắm à. Cái này nặng nha, cái này nặng cực kỳ luôn. Cái này dài 2.5 ly, mỏng dần ra ngoài nha. Nó cũng ra ngoài nó vẫn còn dày này. Cái này có thể chặt được nha. Chặt dừa, chặt gà vịt. Đấy. Nếu mà hạ góc cao lên là chặt gà vịt luôn. Cái này 20,6, cái này 850.000 nha. Con này dòng thép không rỉ nha anh em, kháng rỉ cao. Con này thì một con 3 lớp. Con này thì nó sử dụng ở đây là thép rỉ, có rỉ, carbon, ốp không rỉ. Con này 350.000, dài 16,5, bản rộng 4.3. Rồi một cây Takayuki, rất là dài nha. Takayuki nó xịn lắm. Đây. Rất là xịn nha, Takayuki. Cái này dài 26,5, bản rộng nó là 4.8 nha. 4.8. Cái này 700.000 nha, 700.000. Takayuki thì anh em biết rồi, rất là xịn sò. Cái này dài nha, dài 26,7. Dài 27 đó, bản rộng nó 4.8 nha. Rồi đây một cây cây dao khủng long. Cái này dài ha. Dài và to. Cái này dài 29,5. Bản rộng của nó là được 5.1 nha. Cái này của Sabun, nó sản xuất nó có cái dòng Damascus á, nó có cái dòng như vậy mà Damascus rất là đẹp ấy. Con này thì 3 lớp, ốp không rỉ, lõi không rỉ ha. Nó sản xuất cho cây dao của hãng này. Con này thì ốp không rỉ, lõi không rỉ rồi. Anh em xài thì không sợ bị rỉ gì rồi gì ha. Cái này thì nó có rỗ lấm tấm tí nha. Nhưng mà nhìn trông thì cũng rất là ngon ấy. Cái này dài ha, dài 30 lận mà.
Cái này 850 nha. Dạ 29,5, bản rộng nó là 5.1. Ba lớp ha. Ô khung rỉ, lọt khung rỉ. Con này như sử dụng thép như cây đa mà kết là thép VG10 thì phải. Con này nó cũng giống vậy. Mình bán cũng mấy cây đa mà kết rồi. Cái này một cây Masamoto. Masamoto này anh em nhìn này, nhìn nét này ha. Cái chữ này Moto này, chữ trên này chữ Masa này ha. Cái này thì có mòn rồi nha. Cái này có mòn rồi. Cái này thì mình cũng không vệ sinh và không không mài nha. Nó có mẻ một tí đây này. Anh em về sửa dán hoặc là mài bén rồi xài thôi. Cái này của Masamoto Takohiki. Dòng chuyên làm bạch tuộc ha, với lại mực ha. Với làm sashimi. Cái này nó dài tới 29, bản rộng của nó được 2 nha. Cái này 450.000. Đấy, cái cán này không nổi, cái cán này không anh em mua đã 350.000 rồi này. Đây, cái cán này của Masamoto này. 350.000 là người ta không bao giờ bán ha. Đấy, để dành lại luôn. Cái này Masamoto nó có chữ đằng sau ở cái cán, rất là xịn sò nữa, cán gỗ khâu sừng. Ở đây là mình chưa, nói chung là chưa làm gì luôn, cái keo này mình cũng chưa mở ra này. Đấy, cái này mình bán cho anh em về tự dọn nha. Cái này nhìn chung nó không có rỉ rổ gì đâu. Nó chỉ ám ám ở ngoài thôi. Vì mài, anh em nhìn cái nước mài là biết ha. Nó còn rất là mới đây. Đó, nó ám ám ở ngoài thôi này. Thì về mài lại xài thôi. Xài thì rất là ngon đấy. Xài thì vô đối. Đôi khi trong bộ mà kiếm cây Takohiki của hãng Masa cũng rất là hiếm đấy. Cái này hai lớp nó lên đến đây rồi này. Lâu mới hết lưỡi. Nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ bản rộng của nó đúng rin hình như có 2 chấm mấy à. Nhỏ lắm. Cái này 450.000 nha. B43 A34. B35 AB35 nha. AB35 là một cây dao siêu hiếm này. Cái này của Victory. Đấy, Victory, anh em nhìn cái logo đây hình tròn này. Và nó có cái logo hình tròn đây này. Đấy, có chữ Victory là hàng rất là xịn sò nha. Để mình cái này trước mình lụm thì nó không có chữ á, mà nó hơi mờ tí, đánh bóng tí là nó hơi mờ ha. Cái này 400.000 nha. 400.000. Victory thì hãng cũng nổi tiếng rồi, nó là chuyên mấy cái dao mà cấp pin đi rừng rồi các thứ đó. Đấy, nổi tiếng lắm. Vì giá thành nó rất là mắc tiền á. 25, bản rộng nó là 5 nha. Cái này 400.000 nha. Cái này thì xài bếp thì ngon luôn rồi. Dài 25 lần mà. Cán gỗ nha anh em. Cái cán là cán gỗ. Rồi hôm nay là có một cây Fujiwara. Cây này là xịn sò nhất ha. Cây này thì nó Fujiwara dòng này là thép giấy trắng. Đấy. Nhưng mà con này là con Karisuke nha. Con này là siêu hiếm luôn. Nói chung là hồi giờ mình chưa bao giờ thấy ai bán cái con như vậy ha. Vì cái con này là cái dáng Santoku mà dáng Karisuke này. Đấy, nó giống Santoku không? Giống y chang này. Đấy, nhưng mà mũi là mũi Karisuke ha. Con này là đục hàng, anh em chơi là không bao giờ đụng hàng nha. Mà con này hàng rin nguyên bản nha anh em. Anh em nhìn này. Đó. Không phải mod mét gì đâu. Anh em nhìn ra trên này là anh em biết ha. Lõi này. Lõi nó siêu dày ha. Con này lõi dây trắng á. Cái cán thì cán gỗ đây. Ủa màu này ha. Con này siêu hiếm này. Fujiwara mà tìm cây để sưu tầm. Mà anh em đặc biệt là Fujiwara anh em chỉ thấy hai cái chữ này thôi, không bao giờ anh em thấy cái chữ hai chữ này này. Hai chữ này như của nghệ nhân làm này. Đấy, hai chữ này. Hai chữ đó. Hai chữ này. Không bao giờ thấy à. Thường thường những cây xịn sò đấy mới có à. Đấy, hai chữ Fujiwara đây. Cây này thì nó ốp Nashiji rồi, nó không rỉ ha. Cái lõi nó là lõi thép giấy trắng. Cây này 2,5 triệu nha. Dài 17,7, bản rộng nó là 4.5. Anh em nào thích thì về sưu tầm. Em bao luôn, không có động hàng đâu, yên tâm. Nó có động hàng đi nữa nó cũng không bao giờ có cái chữ này. Em tìm dữ lắm rồi, coi nhiều lắm rồi, không thấy nha. Nhiều người bán nhưng mà không có.
cái dòng Santa Cruz này cũng rất là hiếm, cái bản nó rộng mà, con này là nguyên bản luôn á. Cái này để mình đo lại cái bản ha. Bản rộng nó là được 4.6 nè anh em. Đấy, 4.6 ha. 4.6 chứ không phải 4.5 nha. Chiều dài nó được 17.8 nha. Đấy, 17.8 này. Gần 18 đó, đo như vậy này là 18 này. Chắc nó cũng cái mũi nó cũng có mòn tí thôi. Xíu à. Nhưng mà mình không thấy dấu hiệu là mài nha, trên cái mũi á. Chưa nha. Cái này hình như riêng nguyên bản đó. 2.5. Đây một cây cây này cây Nakiri, cái này cũng hàng xịn thôi. Con này thì anh em nhìn cái lõi thép nó là lõi thép này. Đây. Hai chữ khắc thủ công hai bên nha. Con này nó có cái khoen bằng đồng ở đây này. Khoen gì đỏ đỏ đây này. Nhét vô ha. Cái này thì dài 15. Lưỡi dài 15.5. 15.5 nha. Chiều rộng của nó được 4.5. 4.6 nha. Cái này mình bán 7.5 thôi. Bớt cho anh em 50.000 đi. Bớt 50.000 do cái chỗ này nó hơi 66 tí này. Cái Nakiri này rất là ngon ấy. Cái này AB38 nha. Ôi quên quên nói cái cây 37 nha. Quên nói cái cây 37. Cây 37 là một cây đây. Có một cây đề ba. Cây đề ba này cây 37 này để sau bán đi. Để clip sau đi. 39 trước đi. Đêm 39 luôn nha. 38 xong đêm 39. Tại vì nó không có 37. Đây một cây AB39. Một cây Kia nha. Kia. Cây này sử dụng thép R2. Đấy, R2 là thép buộc SG2 nha. Đấy. Cây này rất là bén nha. Thép này rất là cứng. Độ cứng HRC tới 64 nha. Cái này Gilto siêu hiếm nha. Santa Cruz thì gặp rất là nhiều. Mà Gilto thì anh em săn ít gặp lắm. Đấy, con này ít gặp ha. Gilto à. Cái này mình bán với giá là 1.750.000 nha. Cái này dài 17.8, bản rộng nó 4.1 nha. Gilto Kia này. Bogin Shell. Nó là dòng thép R2 đó. SG2 á. Thép bột ha. Đây một cây Kia. Kia này cũng là hàng xịn sò đó anh em. Con này Super Zero khâu đúc nha. Cái này 250.000, dài 10.8, bản rộng nó 2.5. Cái này nó mài một mặt nha, nó mài một bên bên tay phải. À, bên tay trái chứ. À, bên mài bên tay phải thì nó mới xài được bên tay phải, quên. À quên. Nữa. Một cây Kia. Cây Kia là số 40 trước nha, xin lỗi nha. Số 40 này. Đây. Số 40 là một cây Kia Nakiri này anh em. Hiệu logo hình trái bầu nha. Con này thì nó sử dụng thép dít trắng. Dày ở đây được 4 ly mỏng chừng ra ngoài nha. Và cây này thì RAM đồ còn đầy đủ ha. Còn nguyên ha. Siêu bén nha. Con này 3 lớp Vân Giang Mai này. Rất là đẹp. Con này mình bán với giá là 400.000 nha. Dài 15.5. Bản rộng nó là 5.2. Đây một cây Kia, cây này số 41, AB41 nha. 250.000, dài 20.8, bản rộng nó 2.5. Kia nha, xịn sò, Super Zero. 2.5. Rồi cây này cây Kia, cây này dòng thép cũng giống như cây Kia thôi. Nhưng mà cây này nó có cái chữ bên này nè, chữ khác này. Cũng là dòng thép buộc nha. Con này thì nó có K13, gạch 12 này. Bên này có cái mã nha. Con này thì bản rộng còn nguyên, chưa sử dụng. Con này bản 4.6 nha. Con này 1.650.000. Con này dài 17.4, bản rộng nó là 5.5.
AB42. AB43 là một cây Damascus. Con này thì giống cây kia, nhưng mà cây này thì chữ nó khác nha, của Sakai. Bên này thì mình chưa rửa thôi, chưa vệ sinh ha, nên nó còn ám ám nhẹ thôi nha. Cái này rửa cái là sạch thôi. Còn này cán gỗ cũng gỗ Bách Ca này. Giờ 18 bản rộng là 4.4 ha. Cái này 1.550.000. Con này đẹp hơn tí nha. Mới hơn tí. Rồi cây này cây không biết cây dao gì, nhưng mà rất là độc lạ nha. Con này mình thấy khác thường những con dao Betty khác. Cán gỗ này. Cái khâu này là khâu bằng sắt nha, không phải là inox luôn. Nó bằng sắt luôn á. Nó rỉ nha. Thường nó là inox, nó không rỉ. Cái này nó bằng sắt, nó làm bằng sắt luôn, thủ công luôn. Chắc cái đời nào đâu đâu rồi. Con này ba lớp này. Cái lõi nó rất là xịn nha. Rờ vô là giống như dao lam luôn, bén cực kỳ. Nhưng mà nó ốp này là ốp rỉ nha. Con này thì dài 14,2, bản rộng nó là 2.4, 250.000 nha. Con này dùng để siêu tầm. Không biết cái chữ này có biết phải là chữ thép xanh không, hay là chữ gì hãng này. Cái này mình gặp ở đâu rồi, nó quen ấy. Một cây đề ba của hãng Sakai. Cái này thì hai lớp. Hai lớp nha. Rất là bén nha. Hai lớp. Thủ công. Dày được chắc được 8-9 ly gì đó. 9 ly. Gần 9 ly nha. Con này thì dài 14, bản rộng nó 4.7 ha. Con này 350.000, đoạn rất là mới nha. Con này hình như sử dụng thép giấy trắng. Đây một cây cây đề ba. Cây đề ba này chữ rất là xịn này. Chữ này hãng, hình như hãng nổi tiếng ha. Cái này dài 14,9, bản rộng nó là 4.7 ha. Cái này 300.000 nha. Cái này rất là dày nha. Dày được 8 ly á. Tới 9 ly luôn nha, 8 gì ly nữa. Rất là dày nha. Và cái RAM này thì con này nó lại là RAM đen ở đây trên này nha. Trên này RAM đen. Chữ ra đây nè. Hãng ra đây. Hãng với cán là Rin ha. Cái này 300.000. 647 này. 47 là cây 3 lớp ha. Cây 3 lớp này như rất là xịn đây, ốp không rỉ. Lõi nó là lõi bán rỉ nha, có rỉ ha. Rất là bé nha. Cái này bán 200.000 thôi. Ui, bé lắm. 3 lớp nha. Cái này AB47 ha. AB48 là một cây Takamura. Con này sử dụng thép SG2 nha. Con này rất là xịn sò. Đấy, Takamura Sataku. Con này thì bản vẫn còn to đấy. To phết đấy. Tại vì cái vân này là vân rin của nó ha. Cái vân bản bự này to rin của nó này. Đây, logo của Takamura đây. Con này thì cán gỗ khâu khâu kẹp ha, hai chốt nha. Chỗ này đánh bóng hơi dơ tí. Con này mình bán 800.000 nha, tại vì sử dụng thép SG2 lần đó nha, xịn lắm á. Con này đời đầu luôn á, đời đầu của Takamura, về sau nó làm khâu đúc ha. Dài 16,5, bản rộng nó 4.4 ha. 800.000. Thì SG2 mà 800.000 hiếm gặp lắm anh em. Giờ giao thái SG2 nó đang chuộng, tìm không có ha. Đây một cây của Kai, Kai Saki Mankoroku. Mà con này mất logo nha. Bên này có chữ Mankoroku này, bên này có chữ Kai này. Hình như bên này nó có chữ Kai mà nó hơi mờ này. Con này 300.000 nha, dài 16,5, bản rộng nó 4.5 nha. Cái này 49 300.000. Cái này cây số 50. 50 là một cây Nakiri. Nakiri cây này của cái này để bán giá cho anh em ghi lại cái giá đi. Cái này bán giá anh em chơi nha, siêu tầm ha. Cái này AB50 nè. Cái này ghi giá nó hơi thiệt mình tí rồi. Cái này mình phải bán 95.000 mới được. Cái này của anh em biết không, hãng gì không? Hãng Takeda. Đấy, Takeda là con dao trái tim đó anh em. Đây. Cái này nó có chữ Takeda nằm ở đây này.
Đấy, hai chữ này này em xem, hai chữ này, hai chữ Takeda này, hai chữ đầu tiên của cái dao nha. Đấy, trên cái logo cái tem này. Còn cái hai cái chữ này á, hai chữ này là hai chữ của nghệ nhân nha. Còn hai chữ dưới này là thép xanh. Con này chưa sử dụng nha, bảng nó còn nguyên. Anh em nhìn cái bảng này. Và cái Nakiri này nó to lắm, Takeda nó làm cái đời đầu nó làm to kinh điển ha. Con này nó dài tới 17 lần. Anh em nhìn này, 17 nha. Rộng của nó là được 5.5.3 luôn á, 53. Ui to lắm. Ở dưới là 52 này ha, 52. To lắm, dày ha. Dày, con này dày 4 ly khoảng chừng ra ngoài này. Đây, con này sử dụng thép xanh nha, 95.000 nha anh em. À, 95.000. Siêu hiếm nha. Cái này cây AB54 ha, A51. 550.000, dài 18,5, bản rộng nó là được 8,8. Đây là một cây dao Thái Damascus nha, Damascus. Con này thì Thái băm thôi. Rồi con này có thể nó bị lỗi ở đây này. Cái lỗi ở đây là hãng nó vứt ra luôn á, không bao giờ nó ấy ha. Tại vì khi mà hoàn thiện xong rồi làm cán đi nữa thì cũng cái lỗi này hư cũng vứt à. Nên người ta bán ra. Cái này lõi thép VG10 33 lớp nha. Con này 550.000. Đây một cây cây này là cây Gyuto. Con này thì vân Meiji nha. Vân này rất là hot. Hiếm nha. Mấy dòng Meiji là giống như Bockheimer nó cũng làm vân này này. Với lại Meiji á, mấy cái dòng Meiji á, nó làm vân này. Con này vân rất là độc đáo ha. Nó vân xuống, vân ngang xuống. Cái này 350.000 nha. Và 19,7, bản rỗng nó là 4.2. Và cái dòng này đặc biệt là nó không rỉ nha. Anh em có xài vứt thoải mái, không rỉ. Cái này 260.000. Đấy, số 53. 260.000 nha. Xin lỗi. Con này dài 18, bản rộng nó là 4.5. Và con này vân xương cá nha. Vân xương cá. Con này siêu bén nha. Rồi vô là lạnh người luôn. Như dao lam á. Bén cực kỳ. Cái này 350. Cái này 220.000. Con này thì vân vân xoắn. Con này thì mình đã thử rồi. Vân cái lõi nó giống như SG2 y chang. Tại nó đen thui luôn à. Khi mình ngâm SECL3 mình mới biết được giữa phân biệt từ thép này qua thép kia. VG Max á là vân nó sẽ đậm hơn VG10 một tí. Đấy, VG10 thì nó lạc. Cái lõi này này, đang nói cái lõi nha. Cái lõi thì nó lạc, VG Max thì nó sẽ đậm hơn một xíu, nhưng mà SG2 là nó đen thui luôn. Đấy, để phân biệt những cái loại thép ha. Còn AOS8 với AOS10 nó sẽ lạc nữa. Nó sẽ cái màu nó trắng luôn. Cái lưỡi này nó trắng này. Cái lõi này nó sẽ trắng ha. AOS8 với AOS10. Con này thì dài 16,1, bản rộng là 4.2. Cái này 220.000 nha. Cái này do bị một cái lỗi ở đây này, nó bị nứt một chút xíu này. Đấy, nứt dọc ở đây. Nhưng mà ngay chỗ này thì anh em không có xài đâu. Chắc chắn là không xài ngay chỗ này. Chỗ đó thì mình ít xài lắm. Để lấy cái tờ giấy. Các anh em xem quay ngay cái chỗ đó nó có bị ấy không ha. Đây. Đó. Nó không bị ấy ha, không bị vấp nha. Này, ngay chỗ này. Đó. Không bị gì ha. Đăng lên like đi. Một cái đơn này nè. Đăng cọc thử. Rồi cái này cây bánh mì răng cưa. Đấy, bánh mì răng cưa thì anh em mua về thì thích thì mài cái này đi. Đấy, mài cái đường lưỡi này đi. Đấy, còn không thích nữa thì để dây cắt vẫn được nha. Cắt mấy cái đồ cứng là ok. Đấy, thịt đồ cắt vẫn được, thoải mái hết, cắt nó còn đi ngọt hơn nữa. Cái này thì giờ chuyên cắt thịt đông. Đấy. Dài 20, bản rộng đó là 2.9 nha. Cái này cây số 56 ha. 56 là một cây dao. Cây này cây dán bóc Raymer ha. Con này thì bị lỗi một tí ngay cái chấm này đây. Nhưng mà không ảnh hưởng gì đâu nha. Ở trên lưỡi thì không có vấn đề gì. Anh em về để dài xài cũng được nữa ha. Không cần làm cán làm đồ gì đâu, mất thời gian.
Cái này để vậy xài, vệ sinh đồ nó nước đồ nó không thấm, nó cũng khỏe nữa. Cái này 350 nghìn nhá. Dài 20 bản rộng 5.5. Đây là cây bóc này. Bóc này là Mỹ nha. Nó ưa chuộng lắm, nó thích xài mấy cái dòng này. Tại vì cái này đã làm để xuất ra nước châu Âu rồi thôi. Với Mỹ rồi nó xài thôi, chứ châu Á mình ít người xài cái này lắm. Tại vì châu Á mình đa số là xài Gilto với Santoku cũng quen thôi. Còn con này là chuộng ở bên đó. Tại vì nó bán lẻ ra nó ít người mua nên nó không có sản xuất qua bên mình nhiều. Cái này dài 19,5, bản rụng nó 4.5 nha. Cái ở đây là nó có cái cán nó bự ha. Cán nó cầm nó bự, cảm giác nó to, nó hầm hố lắm. Cái này 350.000. Anh em thích làm cán thì mình tính thêm 100.000 nữa nha. Là ví dụ giống như 3.5 là làm cán là 4.5 ha. Đấy, cái như cây này này, cây này chưa mày bén này. Cây này mày bén rồi mà nhưng chưa đánh bao bìa, nó còn ấy, còn dính bao bìa thì cắt nó sừng sừng ha. Cái này dài 17,7, bản rộng nó 4.2. Cái này mình bán với giá là 350.000 nha. Cái này Santoku. Cái này thôi bớt cho anh em 50.000 đi. Lấy 300 thôi, 300 thôi. Bớt 50 này. Đây cây này cây rồi. Cây này cây 59 nha, 59 là một cây xương cá. Cây này thì rất là ngọt nha. Cây này cũng 350 ha. Cái lưỡi này 350. Con này dài lắm. Dài 19,5, bản rộng nó 4.3 ha. Con này ốc không rỉ, lõi không rỉ. Con này vẫn xương cá ha. 350.000. Anh em thích làm cán thì mình làm cán cho. Cây này 240 nha. 240 là cái này không lỗi lầm gì nha. Cái này rất là ngon ấy. Hai năm tư dài 19,5, bản rộng nó là 3 ha. Con này thì nó không rỉ, rất là mới nha, như mới luôn, chưa sử dụng luôn á, không xước xát gì nữa. Rồi cái này cây 160, cái này dùng bổ dưa hấu đâu ha. Cái này thì chưa bày bén sao cắt nó khẩn khẩn, liếc cái nó bén à. Cái này cây cũng là dao gọt ha, nhỏ ha. Cái này 190.000 nha. Giờ 19,6, bản rụng nó 2.8. Anh em thích làm cán này mình tính 2.9 nha. Cũng rẻ. Cái này với cây kia là nó có một cặp ha. Cặp mình bán một cặp 4.5 này. Đây hai cây, hai cây này 4.5 ha. Hai cây này anh em khỏi lần gần làm cản luôn. Anh em về xài như vậy là vẫn ok rồi ha, êm tay rồi. Khỏi làm cản nha. Tại vì cái này nó có cán sẵn rồi. Cán này cán inox, đánh cái này sạch cái là xài thôi. Cặp này 450.000. Cặp này vân như rất là đậm đây. Vân rất là đẹp nha. Một cặp, một cây Betty này. Cái này chuyên gọt. Cái này cây chuyên bếp ha. Cắt tỉa hoa quả có rảnh chống dính nha. Một cặp 4.5 nha. Đây cây này cây X20. AB chứ, AB64. Cây này cây mũi nhọn này. Cây này 220.000 nha. Đây cây cây này cây cái này nó bị lỗi một tí đây này, mình bán 270 nha. Cái này bị lỗi ở phần cái thân một tí ha. Nha. Dạ 20 bản 4.4 ha. Cái này. Cái này không có lỗi nha. Cái này 180.000 và 20 bản rộng là 2.29, cái này AB66 ha. Rồi AB67 ha. AB67 là một cây mũi nhọn này. Cái này thì anh em đút cái cán vô là xài thôi. Ngon lắm. Không rỉ. Còn mới nha. Mấy con này là hàng mới chứ không phải hàng mình ngâm FE hay là ngâm ngâm vân lên nha. Đây hàng hãng nó còn mới như vậy. Nó xài nó ngon hơn. Đấy, cái này AB68 ha. 68 là một cây dao Betty này.
Cái này Betty chưa có cán, anh em thích lòng cán thì mình tính 250. Cây này thì 200 280 là cây này, cây Betty này. Cây này ngon hơn này. Cây này 280 còn cây này 250 này. Cây này nhìn nó ngon hơn. Còn mới nha. Hai cây nhỏ à. Anh em thích lòng cán thì mình lòng cán cho. Rồi. Xin chào, hẹn gặp lại.